Thưa quý vị, ngày 21 tháng 6 năm 2024, thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, thực hiện khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với ông Đỗ Xuân Khu, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân huyện Kiến Sương tại tỉnh Thái Bình và bà Ngô Thị Bích Liên, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Kiến Sương để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định tại khoản 3, điều 356 Bộ luật Hình sự. Bị can Đỗ Xuân Khu và bị can Ngô Thị Bích Liên bị bắt dựa trên căn cứ kết quả điều tra mở rộng vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra trên địa bàn huyện Kiến Sương trong vụ liên quan đến doanh nhân Nguyễn Sơn La, còn được gọi là La Điên. Các quyết định, lệnh đã được Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp phê chuẩn. Trước đó, như báo Thanh Niên đã đưa tin, chiều 12 tháng 6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh khám xét nơi ở và nơi làm việc, lệnh bắt tạm giam đối với bị can Nguyễn Sơn La, tức La Điên, 67 tuổi, quê quán ở xã Minh Quang, huyện Kiến Sương, để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định tại khoản 2, điều 356 Bộ luật Hình sự. Tiếp đó, ngày 13 tháng 6 và 17 tháng 6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, thực hiện khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với 3 bị can để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, theo quy định tại khoản 2, điều 356 Bộ luật Hình sự. 3 bị can gồm Trần Văn Thành, 41 tuổi, trú tại tổ dân phố Quang Trung, thị trấn Kiến Sương, huyện Kiến Sương, là cán bộ công chức Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Kiến Sương. Phạm Thiên Tư, 63 tuổi, trú tại thôn Phú Cấp, xã Nam Bình, huyện Kiến Sương, nguyên là cán bộ công chức địa chính xã Minh Quang. Bùi Đức Chỉnh, 59 tuổi, chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Minh Quang. Các bị can này bị khởi tố bắt tạm giam để điều tra về hành vi tạo điều kiện cho bị can Nguyễn Sơn La chuyển đổi đất nông nghiệp thành đất ở nông thôn trái quy định của pháp luật, gây hậu quả nghiêm trọng. Bị can Nguyễn Sơn La bị cáo buộc giữ vai trò là đồng phạm trong vụ án. Theo đó, bị can Nguyễn Sơn La bị bắt để điều tra về hành vi móc nối, chi phối cán bộ, cơ quan chức năng, làm trái quy định của pháp luật về đất đai, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Thưa quý vị, được biết, bị can Nguyễn Sơn La từng có một tiền án về tội trộm cắp tài sản. Năm 2005, bị can này thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn Mạnh La, địa chỉ tại đường Lê Lợi, phường Đề Thám, thành phố Thái Bình, đăng ký với 53 ngành nghề kinh doanh khác nhau, trong đó chủ yếu hoạt động lĩnh vực vận tải hành khách đường bộ. Từ lĩnh vực này, bị can Nguyễn Sơn La đã tạo dựng nhiều mối quan hệ trong xã hội và lớn sân sang đầu tư kinh doanh ở nhiều lĩnh vực khác nhau như lĩnh vực bất động sản, cho thuê nhà xưởng, sản xuất giày dép và trở thành thương hiệu có tiếng tại tỉnh Thái Bình. Bị can Nguyễn Sơn La còn được biết đến là chuyên gia đấu giá đất. Nhiều năm trước, quỹ đất của xã Minh Quang được chính quyền bán cho bị can này, sau đó bị can Nguyễn Sơn La phân lô bán nền. Vụ án đang được lực lượng công an tiếp tục điều tra mở rộng. Ngày 20 tháng 6 năm 2024, ông Nguyễn Văn Hưởng, trưởng phòng dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hiện nay trên khu vực Bắc và giữa Biển Đông đang có gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh. Tại huyện đảo Phú Quý có gió mạnh cấp 6, sóng biển cao 2 mét. Theo chuyên gia khí tượng, áp thấp nhiệt đới hình thành trên Biển Đông vào khoảng ngày 23-24 tháng 6, khả năng cao sẽ đi vào miền Bắc. Và theo cái đánh giá của chúng tôi thì khoảng ngày 23 đến ngày 24 thì trên cái lãnh thấp này có khả năng hình thành cái vùng áp thấp. Và vùng áp thấp này có cái xác suất mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới ấy, nó khoảng từ 65-75%. Và với cái diễn biến của cái quy luật khí hậu trong cái giai đoạn này thì cái vùng áp thấp mà khi mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới thì nó sẽ dịch chuyển vào có hai cái hướng dịch chuyển. Tức là có khả năng đi vào đất liền của Trung Quốc hoặc là cũng có khả năng đi vào khu vực vịnh Bắc Bộ và khả năng ảnh hưởng đến đất liền của Việt Nam. Theo ông Nguyễn Văn Hưởng, khả năng áp thấp nhiệt đới này mạnh lên thành bão sẽ không cao với xác suất khoảng 20-30%. Hiện tại, khu vực phía Nam Biển Đông, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau đang có gió Tây Nam mạnh và xu hướng trong thời gian tới. Gió mùa Tây Nam ở khu vực phía Nam tiếp tục mạnh lên, gây ra tình trạng thời tiết xấu ở khu vực phía Nam Biển Đông. Khu vực Bình Thuận đến Cà Mau, sóng biển cao 2-3 mét và mưa dông nhiều. Ngoài ra, vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới thì nó sẽ gây ra tình trạng thời tiết xấu ở phía Bắc và giữa Biển Đông trong thời gian tới. Trong khi đó, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, áp thấp nhiệt đới hình thành trong thời điểm này chủ yếu tác động đến Bắc Bộ. Và cái khả năng mà hình thành áp thấp nhiệt đới trong khoảng từ đầu tuần tới. Và qua cái dấu hiệu mà chúng tôi nhận thấy như thế thì chúng tôi cũng đã có cái thông tin ban đầu gửi Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng thiên tai và các cơ quan thông tin báo chí. Quay lại với cơn nhiễu động của thành áp thấp nhiệt đới bão thì dự báo từ xa là có khả năng trước mắt là chỉ có khả năng hình thành trên Biển Đông. Còn cái hướng thì trong cái mùa này thì chủ yếu tác động chủ yếu khu vực Bắc Bộ. Phần lớn là khoảng 80% là
hình thành những cái cơn áp thấp bão trong cái thời điểm giai đoạn này thì chủ yếu tập ảnh hưởng đi vào, nếu có sẽ đi vào chủ yếu đi vào Bắc Bộ. Theo ông Mai Văn Khiêm, cũng không ngoại trừ bão áp thấp nhiệt đới sẽ di chuyển vào Trung Bộ. Tuy nhiên, khi cơn bão áp thấp nhiệt đới này hình thành, cơ quan khí tượng mới có những dự báo cụ thể về đường đi quỹ đạo của nó. Sáng ngày 20 tháng 6, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 sẽ được tổ chức như giai đoạn 2020-2023. Theo đó, các hội đồng thi tổ chức coi thi trong các ngày 26, 27, 28 và 29 tháng 6 năm 2024, chấm thi từ ngày 29 tháng 6 năm 2024. Thời gian công bố kết quả thi dự kiến vào 8 giờ ngày 17 tháng 7 năm 2024. Vào ngày 19 tháng 7 năm 2024, các địa phương tiến hành xét tốt nghiệp cho học sinh dự thi và sử dụng kết quả thi tốt nghiệp để xét tuyển sinh đại học, cao đẳng theo kế hoạch tuyển sinh. Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng nhận định kỳ thi trung học phổ thông luôn là hoạt động quan trọng, phức tạp, nhạy cảm vì diễn ra trên quy mô toàn quốc với số lượng lớn thí sinh tham gia. Bên cạnh đó, kỳ thi cũng huy động rất đông lực lượng liên quan tham gia làm nhiệm vụ. Theo ông Phạm Ngọc Thưởng, lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo và Ban chỉ đạo cấp quốc gia đã kiểm tra công tác chuẩn bị thi từ ngày 8 đến ngày 18 tháng 6 tại 12 địa phương. Đối với công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024, ông Phạm Ngọc Thưởng nhấn mạnh có 4 vấn đề quan trọng cần chú ý. 1 là tuyệt đối an toàn. Ông Thưởng yêu cầu các lực lượng có liên quan phải đảm bảo an toàn về bảo quản, in ấn, vận chuyển đề thi, bài thi, an toàn về vệ sinh thực phẩm, an toàn về phòng chống cháy nổ, an toàn về điện nước, an toàn giao thông. 2 là xử lý kịp thời những vấn đề tình huống phát sinh bất thường. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 được tổ chức với quy mô lớn, phức tạp, hàng triệu thí sinh dự thi, hàng trăm nghìn cán bộ tham gia vào công tác thi, nên không thể tránh khỏi những sơ suất, tình huống bất thường như thiên tai lũ lụt, điện, nước. Trong trường hợp này, ông Phạm Ngọc Thưởng yêu cầu các địa phương phải có phương án dự phòng, có tiên lượng trước, thậm chí có những phương án dự phòng cho cả điểm thi, phòng thi nếu có nguy cơ cao chịu tác động của biến đổi thời tiết. Thứ ba là tuyệt đối không để thí sinh mang điện thoại, thiết bị vào phòng thi. Thứ tư, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các điểm thi phải tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các thí sinh cả trước và trong kỳ thi, đặc biệt là tại những vùng khó khăn, những nơi cách trở về giao thông phương tiện. Đồng thời lên phương án phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị xã hội, phụ huynh hỗ trợ. Đối với những địa điểm xa có nguy cơ chịu ảnh hưởng của mưa bão thì phải tạo điều kiện cho các thí sinh về điểm thi trước. Theo thống kê của Cục Quản lý Chất lượng thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, có hơn 1.071.000 thí sinh đăng ký dự thi, tăng hơn 45.000 thí sinh so với kỳ thi năm 2023. Năm nay cũng là năm cuối cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2006, nên số thí sinh tự do cũng tăng cao. Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng cho biết, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay có 66.927 thí sinh đăng ký miễn thi ngoại ngữ, chiếm 6,25% tổng số thí sinh, trong đó Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh có số lượng lớn nhất.